xin chào tất cả các bạn học viên thân mến. Các bạn đang quan tâm đến chương trình Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân và quản lý. Đến với khóa học này, các bạn sẽ khám phá một điều cực kỳ thú vị. Điều thứ nhất, bạn sẽ hiểu cái quy luật vận hành của vũ trụ. Người thành công đó là người tận dụng được sức mạnh của năng lượng. Và người thành công là người sống thuận theo tự nhiên. Họ làm việc thuận theo tự nhiên, thì đó là cái điều rất quan trọng. Và đặc biệt là các bạn sẽ hiểu một cách rõ ràng ngành nghề nào tương thích với cái hành nào, ngành nghề nào liên quan đến mộc, ngành nghề nào liên quan đến thổ. Để từ đó bạn sống thuận tự nhiên, tức là bạn đang làm việc trong cái ngành mà giúp cho cái hạt giống của bạn sinh sôi nảy nở một cách dễ dàng nhất. Và tiếp tục trên con đường khám phá những môn học, bạn sẽ biết những cái khái niệm cực kỳ là hay. Đó là cung, là mệnh, đó là ngũ hành, nạp âm. Bạn có khả năng biết được là cần phải tìm người nào để chơi, để làm thầy của bạn, để làm bạn của bạn, để làm sếp của bạn, để làm nhân sự của bạn, để làm trợ lý đắc lực cho bạn, để nó gia tăng gì về mặt năng lượng cho bạn. Cuối cùng, xin mời các bạn quan tâm đến lớp học này, hãy lên trang unica.vn, bạn sẽ có được thông tin đầy đủ để đăng ký vào khóa học.